Quảng Ninh xác định không gian phát triển một tâm hai tuyến đa chiều hai mũi đột phá. Trong đó tâm là thành phố Hạ Long, phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối. Tuyến phía Tây từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội với định hướng phát triển chuỗi đô thị công nghiệp xanh và du lịch văn hóa lịch sử. Trong đó khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới. Tuyến phía Đông từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng tới khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc với định hướng hình thành chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái dịch vụ tổng hợp cao cấp và kinh tế biển. Hai mũi đột phá là khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế Vân Đồn. Trên cơ sở định hướng không gian phát triển như vậy, các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch xây dựng các địa phương đều được lập một cách đồng bộ, thống nhất nhằm cụ thể hóa định hướng không gian phát triển. Để cụ thể hóa cái nhận định về phát triển định hướng không gian như vậy, thì ngay sau khi tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và công bố 7 quy hoạch chiến lược, và mà trong đó thì là trọng tâm là quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, thì tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đã tổ chức đồng loạt các cái quy hoạch chuyên ngành. Thế và thông qua các cái quy hoạch vùng, quy hoạch chung và những cái nhận định như vậy cộng với các cái cơ chế chính sách của tỉnh, trong thời gian qua chúng ta đã thu hút được một loạt các cái nhà đầu tư chiến lược để đầu tư các cái dự án trọng điểm về hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, các cái khu đô thị, khu công nghiệp. Thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển thành phố Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, thời gian qua tỉnh và thành phố Hạ Long đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông trên địa bàn, qua đó góp phần quan trọng thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị của thành phố. Cái phát triển này thì mang lại cái đời sống thiết thực, cái quyền lợi thiết thực cho người dân. Như người dân thì đi lại được thông thoáng, sạch sẽ, mát mẻ, thế là có nơi vui chơi, thế rồi là có cái nơi để giải trí, thế thì tư tưởng nó cũng thoải mái. Thì có thể nói rằng là có thể nói đại đa số người dân là rất tin tưởng và phấn khởi và được hưởng cái thành quả này. Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách, trong thời gian qua thành phố Hạ Long cũng đã thu hút được hàng loạt các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, từ đó góp phần đưa thành phố này trở thành một trong những trung tâm du lịch sôi động nhất cả nước. Không chỉ trong lĩnh vực du lịch, thành phố Hạ Long cũng có đóng góp quan trọng đối với kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đóng góp trung bình gần 50% tổng thu nội địa toàn tỉnh. Để tiếp tục tạo động lực cho phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Từ đó mở ra không gian phát triển đô thị mới cho thành phố Hạ Long với mô hình đa cực, có rừng, có biển, với vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối. Sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long thì tôi cho rằng việc này sẽ giúp cho thành phố Hạ Long mở rộng về quy mô phát triển trong tương lai để xứng tầm với một vị thế là trung tâm về chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh, và nó sẽ tạo thành một cái vùng lõi để tạo động lực phát triển cho các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh. Để tạo động lực cho tuyến phía Đông, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư để triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng động lực như cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Vân Đồn Móng Cái, cầu Bắc Luân 2, thông qua đó tạo cơ hội phát triển mới cho khu vực này. Trong đó đặc biệt là hai mũi đột phá là khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế Vân Đồn. Tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, khu kinh tế cửa khẩu này đã thu hút được 109 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các tập đoàn Vingroup, Sun Group, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã và đang nghiên cứu đề xuất triển khai đầu tư các dự án với quy mô lớn có tính đột phá. Thực tiễn phát triển cho thấy đây là khu kinh tế cửa khẩu thành công nhất trong số 28 khu kinh tế cửa khẩu của cả nước. Đối với khu kinh tế Vân Đồn, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã huy động thu hút trên 57.600 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu kinh tế này. Với những lợi thế về giao thông kết nối cộng đồng với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khu kinh tế Vân Đồn đã thu hút được một loạt các dự án đầu tư quy mô lớn, đẳng cấp như dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tổ hợp du lịch Sonasi Dragon Bay, dự án quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiền. Với cái triển vọng các cái dự án đang triển khai và sẽ triển khai trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn, thì trong tương lai không xa, Vân Đồn sẽ trở thành một cái khu đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh và là cái trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực. Còn với mục tiêu cụ thể, chúng tôi phấn đấu tăng trưởng GDP của khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2021-2025 đạt 29%, giai đoạn 2026-2030 đạt 23%,
và đóng góp vào thu ngân sách của tỉnh tương đương với 10%. Các tiềm năng về kinh tế biển của tuyến phía Đông cũng từng bước được phát huy. Việc hoàn thành đưa lưới điện quốc gia ra tất cả các đảo có cư dân sinh sống đã tạo động lực phát triển kinh tế xã hội mới cho người dân, đặc biệt là trong việc phát triển các ngành du lịch dịch vụ. Hoạt động của ngành khai thác nuôi trồng thủy sản được quy hoạch lại một cách bài bản, đặc biệt là dự án khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của tập đoàn Việt Úc tại huyện Đầm Hà đi vào hoạt động đã góp phần khai thác tốt hơn lợi thế về nuôi trồng thủy sản của các địa phương trong tỉnh. Đối với tuyến phía Tây, trong đó hạt nhân là thị xã Quảng Yên, sau khi tuyến cao tốc Hạ Long Hải Phòng hoàn thành và đưa vào hoạt động, hàng loạt các dự án giao thông kết nối giữa tuyến cao tốc này với thị xã Quảng Yên đã được triển khai. Với những lợi thế đặc biệt như vậy, Quảng Yên đã thu hút được hàng loạt các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt là 5 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được triển khai. Đây đều là những dự án đầu tư có quy mô lớn, bài bản. Sau khi hoàn thành, không chỉ tạo bứt phá cho thị xã Quảng Yên, mà còn là những dự án động lực cho cả tỉnh. Với lợi thế về hạ tầng giao thông cộng với những chính sách ưu đãi của khu kinh tế ven biển, thì Quảng Yên là một trong những địa phương có sức hấp dẫn nhất để đầu tư các khu công nghiệp. Hiện nay, mặc dù khu công nghiệp Bắc Tiền Phong của chúng tôi vẫn đang trong quá trình đầu tư hạ tầng cơ sở, nhưng mà đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu để triển khai các dự án sản xuất quy mô lớn có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã thống nhất với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đầu tư xây dựng các cây cầu kết nối các địa phương. Đồng thời, tuyến đường tốc độ cao 10 làn xe ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long Hải Phòng đi qua Quảng Yên Uông Bí đến Đông Triều cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Với những tuyến giao thông này, khu vực phía Tây của tỉnh sẽ được kết nối đồng bộ với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, qua đó mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực này trong tổng thể liên kết vùng. Đồng thời, những giá trị trong phát triển du lịch của khu vực này cũng được đầu tư phát huy giá trị. Đến nay, tuyến phía Tây đã trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước. Có thể nói trong suốt 10 năm qua, từ những định hướng không gian phát triển đúng đắn, Quảng Ninh đã tận dụng được lợi thế địa chính trị, địa kinh tế trong quá trình phát triển. Phát huy được vai trò là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng cũng như của cả Việt Nam và các nước ASEAN với khu vực Đông Bắc Á và Trung Quốc. Đồng thời mở rộng không gian phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền giữa các địa phương trong tỉnh, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên trên 65% và đặc biệt là nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân từ thành thị đến vùng nông thôn biên giới. Thì rõ ràng có thể nói là cái việc mở rộng cái không gian phát triển của chúng ta như vậy thì chẳng những tạo điều kiện cho cái khu vực trung tâm của Hạ Long, của Cẩm Phả, của Uông Bí phát triển mạnh về kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, mà đồng thời còn tạo điều kiện để tạo những cái cú hích tích cực, khai thác được những cái tiềm năng thế mạnh của các vùng, mở rộng cái không gian phát triển công nghiệp, cái dịch vụ ra đấy để hỗ trợ cho cái vùng nông thôn, miền núi của chúng ta, biên giới của chúng ta phát triển. Và từ đó đi thì không những chỉ phát triển về kinh tế xã hội mà sẽ tạo một cái điều kiện rất thuận lợi để chăm lo đời sống cho bà con ở cái vùng biên giới, và cũng là một cái yêu cầu cần thiết cho việc xây dựng cái thế trận biên giới của chúng ta vững mạnh toàn diện. Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua và định hướng phát triển giai đoạn phát triển mới, tỉnh Quảng Ninh vẫn xác định không gian phát triển một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá. Thông qua đó tiếp tục mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho vùng đất này trong những năm tới.